Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Dạo gần đây thì mình đọc được rất là nhiều bình luận. Các bạn có yêu cầu mình bảo là anh Mèo Pèo không trà trộn sảnh liên thông nữa à. Sau đấy thì anh Mèo Pèo thử làm về Cartoon Cat đi, rồi thử làm về mèo hoạt hình đi. Lúc đầu thì mình cũng không biết là Cartoon Cat hay mèo hoạt hình là cái gì. Sau khi một hồi tìm hiểu lên thử Google, xong lên YouTube tra thử, thì hóa ra là cái con Cartoon Cat nó là cái con mèo đen xì các bạn ạ. Mà mặt nó nhìn nó hơi kinh kinh ấy đấy. Thì ra đấy là con mèo hoạt hình mà kinh dị mà dạo này đang khá là nổi tiếng các bạn ơi. Bạn nào biết Cartoon Cat thì đừng quên để lại bình luận phim 1 các bạn nhá. Còn bạn nào không biết Cartoon Cat thì hãy để lại bình luận phim 2 các bạn nhá. Để coi xem cái độ nổi tiếng của con mèo này nó đến đâu các bạn ạ. Xem trên kênh Mèo Pèo có nhiều bạn biết đến con này không, chứ thực sự là mình cũng không biết đâu. Dạo gần đây mình mới tìm hiểu thì mình mới biết thôi các bạn ạ. Ok, hôm nay mình sẽ thực hiện một cái thử thách khá là hay ho. Đó là mình sẽ mặc một cái skin trà trộn sảnh liên thông. Nhưng đặc biệt hơn cái skin này, mình sẽ cố gắng làm sao cho nó giống cái skin của cái con Cartoon Cat đấy các bạn nhá. Đấy, con mèo hoạt hình ấy, thực ra là cũng khá là giống với con mèo béo bản phiên bản đen xì của mình ngày xưa thôi. Đó, các bạn có thể thấy là ở đây là mình có đưa lên cái ảnh video hồi xưa của mình đây. Hồi trước thì mình cũng đã từng làm về cái thử thách đó là mèo đen phiên bản siêu béo trà trộn sảnh liên thông rồi. Nhưng mà tuy nhiên hôm nay mình muốn thử thách đó là chế một cái skin mèo đen nhưng mà phiên bản Cartoon Cat, các bạn ạ. Không biết là có chế nổi không nữa. Đấy, cũng lên sảnh liên thông trà trộn để coi xem là như nào các bạn nhá. Dạo gần đây là cái con này khá là nổi tiếng cho nên cũng phải cầm thử em nè. Ủa, sao là có chị 7 đấy, chị 7 đi cho gì đấy, chị 7 đi cho là sao ta, không hiểu các bạn ạ. Thôi kệ đi. Thôi thì trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký và đừng quên là chọn vào nút cho tất cả để không bỏ lỡ video của Mèo Pèo các bạn nhá. Rồi thì hôm nay mình sẽ thử thách đo chế cái skin Cartoon Cat rồi lên sảnh liên thông đi hù ma các bạn ạ. Không biết là có hù được ai không hay là tấu hài đây. Trời ơi, mình đã phân vân là không biết nên mặc bộ quần áo bình thường hay là mặc bộ mèo peo nhở. Từ từ nhá, chắc chắn là phải giữ cái tóc này rồi. Đây, cái tóc mèo peo là phải giữ các bạn nhá. Đấy, nên giữ cái từ từ nên chọn tóc này hay là tóc này, không được, để tóc truyền thông của mèo peo. Đấy, quả tóc truyền thông này đó. Hình ảnh của mèo peo là phải đội cái mũ này các bạn ạ. Đó, ok, thực ra mình có thể không nên được mặt này, mình nên kiếm cái mặt nào nó kinh dị hơn nữa. Mặt này nhìn hơi cute, không kinh dị lắm. Lát nữa cho mình tìm mặt sau nhá. Tạm thời thế đã. Cái áo là mình nên mặc áo nào ta? Hay là mặc bộ áo mèo peo à? Mặc bộ này à? Mặc bộ này ư? Ôi, thế này là mèo peo két rồi. Mèo peo Cartoon Két. Trời. Thì nhìn nó không ổn lắm nhỉ. Cứ từ từ đã. Dấu chân màu đen chắc không có rồi các bạn. Mình không có dấu chân là màu đen cả. Thôi dùng tạm dấu chân này đi. Cho kinh dị tí. Ê, dấu chân này đi cũng được này. Dấu chân mèo nhìn lại cute quá. Thôi dấu chân dùng tạm dấu chân này các bạn ơi. Hay là bỏ luôn dấu chân cũng được. Đó, ma mà làm gì dấu chân đâu. Mình coi xem nào. Cái con này thì đeo cái mặt nào hợp lý nhở. À đây, mình còn dư ra vài xu đây để coi xem có mặt nào kinh dị không. Mặt này thì nhìn nó không hay lắm. Mặt này thì các mặt này cũng được ấy, mà không thấy không ok lắm. Mình nghĩ mình kiếm mặt khác đi. Mặt này hơi cute. Mặt này nhìn cute quá luôn rồi. Mặt nào mình... Ui, mặt này trông có vẻ kinh dị ấy các bạn ơi. Được có nói nhở. Mặt này thì cũng không được. Mặt này cũng bình thường. Mặt này cũng bình thường. Mặt nào phải kinh dị cơ các bạn ạ. Thì mình coi xem nào. Ui, mặt này không ổn lắm. Ui, mặt này được đấy các bạn ơi. Quả mặt này trông nhìn ok này. Cái mặt này nhìn có vẻ ok nữa. Được các bạn ơi. Được đấy, Cartoon Cat này trông có vẻ được đấy. Mỗi tụi mình không chỉ là cái mặt màu đen thôi. Đeo khẩu trang không ta? Mình có nên đeo khẩu trang không nhỉ? Để từ coi em nào, xem cái mặt. Khẩu trang à? Không được. Cái này không được. Đeo khẩu trang, Cartoon Cat đeo khẩu trang. không ổn lắm. Ui, Cartoon Cat đeo này không ổn lắm các bạn ạ. Cartoon Cat này nhìn nó hơi tấu hài mà. Nhưng mà trong menu chỉ có thế này thôi các bạn ạ. Không có gì để chế thêm nữa. Cartoon Cat này đeo kính thầy bói trông nhìn nó tấu hài nhỉ. Thôi, để này đi các bạn ơi. Thì mình coi xem có cái áo nào màu đen mà nhìn nó hợp lý không nhỉ? Cái áo này à? Cái áo này mà chỉnh thành Cartoon Cat thì cũng được. Thì mình chỉnh thử em nào. Cũng ổn đấy các bạn ạ. Nó tự nhiên bị hở màu tím này, trông nó không ổn lắm. Nhìn nó cứ sao sao các bạn ạ. Nhờ. Để đi giày đến cơ, cái Cartoon Cat lại hở chân là không được. Cái này bị hở hết chân tay rồi các bạn ạ. Không được, phải tìm cái bịt kín đi. Bộ này được này. Bộ này hợp lý này. Hay là mặc bộ mèo peo truyền thống nữa.
Hay là mình mặc bộ truyền thống? Mặc bộ truyền thống thì các bạn đã biết ngay. Em mặc bộ truyền thống thì bị lộ mất cái mắt ở giữa nhìn không đẹp lắm. Thôi, mình sẽ mặc cái bộ con chuột đi. Chốt đơn các bạn ơi, chốt đơn. Mặc bộ này các bạn nhá. Đó. Chốt luôn cái bộ này các bạn ạ. Ui, nhìn hợp lý đấy. Mình đang thắc mắc là không biết có nên đeo ba lô không. Mình coi là cầm kiếm à. Cầm kiếm đi dọa người à. Kiếm mình chưa mua. Ui, cái kiếm này cầm được đẹp này. Cái này không được. Cái này to quá. Cái này nhìn hơi to quá. Cái đuôi à. Các tương kết lại đuôi cáo không hợp lý. Đàn guitar cũng được đấy. Áo choàng. Hợp lý này. Thôi, chắc là mình nghĩ là chẳng mặc cái gì đâu. Để nguyên đi. Để nguyên như này đi các bạn ơi. Để nguyên như này đi các bạn ơi. Ok ok, hợp lý này. Rồi nha. Mình nghĩ là để nguyên xin này ok đấy. Không cần phải chỉnh thêm gì đâu các bạn ạ. Nếu có chỉnh thì mình nghĩ là mình chỉnh cái tay đó. Chỉnh cái tay cho to to lên một tí. Nhìn cho ngầu. Ấy, là ổn luôn này. Hợp lý không các bạn ơi. Cartoon kết phiên bản tấu hài các bạn nhá. Ok, mua thì mua. À, rồi lưu luôn, dùng luôn. Ok, vậy là chúng ta có cartoon kết phiên bản tấu hài rồi các bạn ơi. Để mình lên sẻ lên thông, mình trà trộn em nào. Nào. Ủa sao mình vừa thấy cái mắt cartoon kết gì chúng mình sợ nhỉ. Mình vừa mới thấy xong các bạn. Ui gì ấy. Eo ơi, nhìn kinh gì vậy. What the hell, nhìn ám ảnh quá các bạn ơi. Chưa gì cartoon kết phất đi lên sẻ lên thông gặp ngay cartoon kết real các bạn ạ. Nhìn phát hết hồn luôn. Thôi em xin giơ tay rút lui luôn các bạn nhá. Nhìn cái con cartoon kết kia trông choáng váng luôn các bạn ạ. Nhìn thấy hết muốn chơi luôn rồi. Úi dồi ôi, tôi bị sang chấn tâm lý các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tìm một con cartoon kết nào đấy nó nhẹ nhàng không chút nhỉ. Hay là tìm mắt đám cưới cũng được. Lên đe dọa cả đây đây. Có mắt đám cưới đây rồi các bạn ơi. Cái con đấy khuyên lây. Ê, sợ không? Cartoon kết đây. Cartoon kết đây. Từ từ. Mình chỉnh cái skin này lên to to nữa các bạn ơi. Quên mất chưa chỉnh các bạn ạ. Đây. Phải chỉnh cái này lên 1.1 luôn. Đó, lưu, hủy này, dùng lại này. Ê, cartoon kết đây. Làm sao? Mặc cái bộ này trông nó cũng không giống lắm cả nè. Ủa, có thanh niên kiệt tức vào kìa. Đơ héo. Bị can lộ rồi. Đây, ăn cái này khổng lồ này. Ê. Trời ơi. Nhìn này, úi dồi. Cartoon kết đây. Cartoon kết này phiên bản nhìn tấu hài vậy. What the hell. Trông nhìn bựa thực sự các bạn ạ. Không, thực ra mình không tìm được cái mặt nào kinh dị ở trong menu cả các bạn ơi. Phải dùng quả mặt nhìn nó bựa này. Sợ thật luôn đấy. Úi dồi ôi. Hello. Cartoon kết đây. Cartoon kết đây. Nào. trông đây là cartoon kết nhá. Đây là cartoon kết đây. Rồi xong. Ủa? Sao bị kích vậy? Ủa sao tự nhiên bị kích vậy? Sao chủ phòng kích ta? Ủa? Là sao ta? Ủa? Là sao các bạn ơi? Tự nhiên là bị kích luôn rồi. Giờ sao rồi? Ủa? Mình mặc cái bộ này lên sảnh lên thông bị kích luôn các bạn ạ. Trời ơi, thật ơi, của quả cartoon kết xịn này trông nhìn ghê không các bạn ơi. Mà tự nhiên là bị kích luôn, thế nó bị cay chứ lại chả hiểu kiểu gì các bạn ạ. Mặc cartoon kết lên sảnh lên thông bị kích luôn. Ủa, buồn thế nhở. Ồ, chưa kịp làm gì đã bị kích rồi. Ấy, có cái map này mới này. Đang chuẩn bị này vào luôn. Đó, cartoon kết phiên bản tấu 2. Nào, để coi thử không nào. Để thử thế nào. Trông vui sao bị lão ơi. Bắt đủ hết hồn luôn. Mà công nhận là trong menu này không cái mặt nào kinh dị các bạn ạ. Thực ra là có nhá. Có. Trong menu này có một cái mặt rất là kinh dị luôn. Nhưng mà hình như là bây giờ không còn nữa các bạn ạ. Nếu không bán, chính xác là không bán cơ. Hồi trước mình nhớ. Đây cái mặt này, ui. Cái mặt này mà cho vào cartoon kết thì hợp lý luôn. Mỗi tội là không mua được các bạn ạ. Đó. Cái mặt này mặc vào cái bộ cartoon card mình thề với các bạn luôn, hợp lý luôn. Thế mới tiếc chứ không mua được các bạn ơi. Úi giời ơi, cartoon kết đây. Sao sợ không? Sợ chưa? Sợ các bạn ơi, mình mua thử cái này. Mình lấy thử cái này khổng lồ nào. Tôi là cartoon kết mèo hoạt hình, không phải mèo béo. Hey, tôi là mèo hoạt hình, không phải mèo béo. Hey, trông nhìn hay không? Úi xồi ôi, mèo hoạt hình các bạn ơi, trông nhìn đen xì luôn.
mà mặt đánh nhau với nhau, đấm này, đấm cái nhẹ này, mèo đen mặt cười trắng răng trắng mà. Ủa nhưng mà trong menu không có cái đấy, mặt cười răng trắng à, để mình coi xem có không ta. Mặt cười răng trắng à, mặt cười răng trắng à, đây mặt cười răng trắng đây đó. Đây 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 mặt cười răng trắng đây. Đây làm sao ta đấm à? Ủa, à thích bật góc nhìn thứ ba đấm à? À bạn nào các bạn không biết thì hiện tại bật góc nhìn thứ ba lên đấm rất là căng nhá. Đấy bật góc nhìn thứ ba lên đấm cực kỳ căng luôn, đấm xa lắm các bạn ạ. Ủa tự nhiên đánh nhau kìa. Ủa chủ phòng ơi, chủ phòng kích đánh nhau đi kìa. Úi giời ơi bà con ơi, có thằng nó giết tôi. Sợ thật cận à, phải la làng lên. Ê, mèo sợ thật, cartoon cat đi sợ trẻ trâu đánh nhau. Ôi cartoon cat đây, à cartoon cat đây, mặt này nhìn có vẻ kinh dị hơn nhỉ, mặt này trông có vẻ là đỡ hơn mặt kia các bạn ạ. Cái mặt này nhìn có vẻ là đỡ hơn mặt kia đấy. Ê, trông giống cartoon cat chưa? Ê, cái mặt này trong menu không có mặt nào nhìn ghê hết đó. Thế mới buồn cận ạ. À, có mỗi cái mặt này thôi thế mới buồn. Trời ơi đây đây, có mỗi cái mặt này các bạn ạ. Đây 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 đây, mặt này là nhìn cũng được nhưng mà sợ thật các bạn ơi. Nhưng mà trông nó cứ thế nào ý các bạn ạ. Để thôi mình chỉnh lại cái mặt vào đây đi. Cái mặt vào đây mặt nào ấy nhỉ? Đâu là có mặt cartoon cat. Cartoon cat. Chỉnh lại quả mặt truyền thống đi. Chỉnh lại quả mặt truyền thống của mèo Peo đây. Đấy, khuôn hình ảnh đại diện đấy, hình đại diện của mèo Peo. Trời ơi, cartoon cat. Ở chấm. Làm sao? À bây giờ làm sao? Nhìn giống Trần Đức Bo. Ủa? Sao Trần Đức Bo? Mà cái bộ này chả hiểu sao bị kêu giống Trần Đức Bo cả nè. Ủa sao không ai sợ là thành Trần Đức Bo này? Là như nào? Tự nhiên là kêu giống Trần Đức Bo cả nè. Ê đây là cartoon cat nhá. Đây là mèo hình nhá. Úi giời ơi, sợ thật luôn, chả hiểu sao lại kêu giống Trần Đức Bo các bạn ơi. Ui mình mặc cái bộ này lên chả thấy rõ được ai, chủ yếu là tấu hài là chính các bạn ạ. Ok chắc là video xin phép được cái tuổi ấy thôi. Các bạn có ý kiến đóng góp gì, muốn mèo Peo làm thích gì nữa thì đừng quên là để lại bên dưới các bạn nhớ. Xin chào và hẹn gặp lại.